biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng. Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển chẳng nói đâu. Tình anh quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất. Giấc mơ không còn biển xưa đã. Vâng, và xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube Audio. Hôm nay thì nhà em đã về thêm cho các bác một cái bộ dàn mini nữa. Của thương hiệu GBC. Đây là một bộ dàn mini cao cấp các bác nhá. Trong dòng series phân khúc HR thì sẽ có HR5, HR7, HR9, HR11. HR11 là phân khúc cao nhất, còn ở đây là HR9, cũng là một trong những dàn tiệm cận premium của hãng. Bộ này thì về có đầy đủ cho các bác, sẽ là chân đế này, khiển zin và loa như thế này. Có mức giá rất là tốt cho các bác, là cả bao gồm bộ này tất cả và em là 17.500.000 các bác nhá. Em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác. Và bộ này thì có một cái điều đặc biệt như sau. Đối với HR9 sẽ sử dụng hữu một cái cặp loa Buxell loa toàn giải như thế này, có đường kính bát khoảng tầm 10 cm và có những cánh dị hướng như này. Các bác nhớ, những cánh dị hướng đây là công nghệ độc quyền của hãng và đối với phiên bản loa cao cấp thì mới có thôi. Và những phiên bản loa thường thì sẽ không có. Và cái cánh dị hướng này có rất là đặc biệt ở chỗ là nó sẽ làm cho cái khả năng đặt điểm và đặt âm thanh ấy, nó chính xác hơn và nó chi tiết hơn rất là nhiều so với những phiên bản loa trước. Ở dưới đây là logo Woodcoin, có nghĩa là bằng gỗ đấy ạ. Một cái đế chống rung. Cái đế này rất là đắt các bác nhá. Cái đế này em thật các bác là mua lẻ, cặp đế này là khoảng 2,5 triệu. Đưa từ Nhật về tới Việt Nam. Và cái đế này bằng gỗ thì chúng ta, nếu các bác nói bằng gỗ không thì đúng là làm không đáng bao nhiêu tiền cả, nhưng mà cái phần vật liệu gỗ và cái hai là cái phần cái đế chống rung ở trong ấy. Cái giá trị nhất là cái phần hai cái chống rung này. Nó mới là cái phần đắt giá của sản phẩm, làm cho cái việc mà khi nó hoạt động ở một cái tần suất lớn thì cái độ rung lắc xảy ra và nó triệt tiêu rất là nhiều đối với lại cái đế này. Đơn giản là cái giá trị của cái đế này hoàn toàn nó không phải chỉ để kê mà nó để chống rung cho loa các bác nhá. Ở đây thì các bác sẽ có một cái âm ly ở giữa kim CD luôn, có khả năng có sở hữu công nghệ K2 để giải mã, bật lên tắt đi đều được. Có nút next bài rồi suộc đầu vào play stop. Đó các bác, play stop rồi đầy đủ khiển zin cho các bác. Em sẽ quay cho các bác xem hình thức luôn. Đây, hình thức các bác nhá. Đây, khá là đẹp các bác nhá. Nói chung là bộ này các bác yên tâm, những bộ cao cấp như này thì bên Nhật họ giữ gìn cẩn thận lắm. Đâm ra là những cái cấn cạnh gần như sẽ không có nhiều đâu, chỉ có bụi là chủ yếu thôi. Ở giữa đây, đấy, các bác nhìn thấy không? Khiển đây, khiển của HR9, khiển zin nhá. Khiển zin này khi mà mua lẻ rất là khó mua và giá trị rất là cao. Đó. Đó là phần phía trước, bây giờ sẽ quay cho bác xem ở phía sau để các bác có thể quan sát rõ hơn về cái bộ dàn này. Đây các bác nhá, đây em vừa quay cho các bác ở phía sau đây. Thì đây là một cặp loa Buxell với cái thông số là GBC HR9 này. Hai cái số series này sẽ trùng với nhau các bác nhá. Với cái công suất loa là 50W một loa ở trở kháng 4 ohm. Ở đây sẽ trang bị cho các bác là một cái cầu bắp chuối như này. Các bác thì cắm bắp chuối, cái dây này thì các bác nên đầu tư thêm các bác nhá. Cái dây của nó sẽ không như thế này đâu. Và cắm bắp chuối hoặc bác xoáy ra, các bác xoáy loa cũng được đấy. Và để kê trên cái đế này để chống rung. Tiếp đến bên này sẽ có một cái âm ly, thì con này sản xuất là năm 2017 các bác nhá, còn khá là mới đấy. Và điện 100V, nó là hàng sách tay Nhật. Và sách tay Nhật thì điện 100V thì nó là gì, hàng sản xuất tại Malaysia các bác nhá, Malaysia. Và xuất về thì thị trường Nhật. Đấy là một số thông tin như vậy. Thì bây giờ hầu hết là các đơn vị âm thanh thì đều được lắp ráp ở nước thứ ba hết, sau đó mới xuất về Nhật. Còn như loa thì sẽ lắp ráp ở Trung Quốc, hoặc là âm ly sẽ lắp ráp ở Malaysia hoặc là Ấn Độ. Rất là nhiều các thương hiệu loa bây giờ họ đã đều chuyển về nước thứ ba để cho nó giảm chi phí sản xuất. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất của đó là gì, là nó phải là sản phẩm chính hãng các bác nhá, không phải hàng fake. Và cái thứ hai là được những tiêu chuẩn chính hãng họ đặt ra. Thì ở Việt Nam mình bây giờ cũng có rất là nhiều các nhà máy âm thanh đang đặt ở Việt Nam và lắp ráp và xuất khẩu ra sang thế giới. Đó. Đó là phía sau. Sẽ có kết nối như sau. Các bạn sẽ có cổng Coaxial đồng trục này, cổng optical để kết nối Smart TV này. Cổng Coaxial này các bác có thể đầu tư thêm một cục Ugreen 40855 để các bác kết nối Bluetooth cho nó. Và cổng optical để các bác kết nối Smart TV. Ở đây thì sẽ có những cái đầu vào như là hai đường line in để các bác kết nối thêm thiết bị bên ngoài vào như điện thoại, smartphone vân vân. Và cổng layout này để các bác làm đầu giải mã nó. Đây là cổng layout các bác nhá. Cổng nó rất là hay ở chỗ các bác có thể sử dụng nó để các bác làm như một chiếc đầu giải mã để nối xuống âm ly công suất lớn hơn.
Đó, ở đây là súp A được bác phải nối thêm loa súp nếu mà giải trầm nó chưa đủ. Thì tất nhiên là những dàn mini này mình nghe phòng nhỏ thì mình nghe tí tách thôi, nghe nhạc acoustic, nhạc giao hưởng, những nhạc mà nó mang tính chất nó hơi cái độ mà dao động nó vừa phải thôi, không cần nặng như remix hay là non stop thì bộ dàn này nó không phù hợp. Nghe cái nhạc bolero trữ tình nhẹ nhàng acoustic hòa tấu vân vân thì rất là hay. Và cái ở bên dưới đây cầu loa thì cũng là cầu loa dạng bắp chuối luôn, và các bác có thể xoáy ra cũng được, các bác có thể cắm bắp chuối cũng được. Thì tùy các bác lựa chọn phụ kiện cho mình. Và đặc biệt điện là 100V, các bác nhá, lưu ý giúp em là hàng sẽ bảo hành 3 tháng và chúng ta phải cắm điện 100V. Sẽ không bảo hành cái việc cắm nhầm điện, và các bác cắm nhầm điện sẽ mất thêm chi phí bảo hành thôi. Đó. Ok, thì đó là về bộ dàn JBC-HR9. Ngay bây giờ thì em sẽ quay test cho các bác một đoạn nhạc để các bác có thể trải nghiệm cũng như là quan sát tất cả những cái chức năng của nó ở trên cái bộ dàn này. Và bác nào quan tâm muốn mua hàng thì liên hệ với số 0964801493 để mua hàng các bác nhé. JBC-HR9 có mức giá là 17.500.000 kèm bao gồm cả chân đế luôn, và hỗ trợ bao ship toàn quốc các bác nhé. Hãy nhanh chóng để sở hữu bộ dàn này trong mùa Giáng sinh này, bởi vì chúng ta sẽ sắp sang năm 2021 rồi. Các bác sẽ có nhiều thời gian ở nhà nghe nhạc hơn và thư giãn nghỉ ngơi hơn các bác nhé. Cùng tôi biển chết, cùng anh.
năm nỗi đau hóa kiếp manh ngàn.